người ta hay lấy cái táo không. Con lợn làm video. Trước nha, có một con chó nha, con chó mà với những con đấy này trắng trắng ấy, xong đen đen ấy, nó dữ lắm. Mẹ em cột vào cái thanh gỗ này, cái dạng gỗ nghiến ấy, lôi mạch sườn, dạng. Mà nhìn này, đây là dấu ấn thời thời gian này cửa. Được không? Không có lấy chưa? Mày để cho nó chuồn ra ngoài, con chó này chạy ra chết. Một lớp cửa đấy nó sẽ bị thời tiết làm ảnh hưởng đấy, ngại chưa. Đây nhá, các bạn. Tí nữa ấy, mày đi mày dắt vào bãi vứt gà ấy. Tao nghĩ là mày sẽ khuyết ra xong thì mày để khô lại. Về mày treo chanh rồi. Đây chính là hương vị của thôn quê. Đó. Chú Dũng nhá. Vâng vâng. Chú vào đây. Vâng vâng. Chú gần vào, hết Tết rồi. Chú gần. Tất cả